Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu đàn mới tại Amigos Guitar Shop. Và cái mẫu này nó sẽ phù hợp với giá tiền của rất là nhiều bạn mong đợi. Đây là cái cây đàn đây theo cái dáng AC, tức là cái dáng mà có cutaway. Mình rất thích cái dáng này bởi vì các bạn có thể solo lên được cái ngăn cao ở trên đây. Thứ hai nữa là các bạn thấy rằng là cái lưng gỗ của nó là gỗ hồng đào nguyên miếng, solid nha các bạn. Đây cái cần cũng vậy ha, mặt trước là mặt thông. Cái fretboard của bạn là ebony ha các bạn, khóa là inox ha, tiêu chuẩn rất là cơ bản, nhưng mà các bạn xem kỹ lại thì nó vẫn tốt hơn rất là nhiều so với những cây đàn hồng đào mà hàng chợ cấp thấp. Các bạn có thể đi ra nó, họ cũng giới thiệu cái cây này, cây hồng đào, gỗ hồng đào làm, nhưng mà có thể là khoảng cỡ 1.3.000.000, 1.4 triệu, hoặc là thậm chí 900.000 cũng có. Nhưng mà chất lượng thành nó rất là tệ. Và cây này hôm nay mình sẽ có một cái khuyến mãi rất đặc biệt dành cho các bạn, đó chính là các bạn mua cây đàn này, các bạn sẽ được tặng một cái khóa học luyện ngón cơ bản trị giá 250.000, và tặng theo cái bao đựng đàn 3 lớp kèm với hai cái pick giọt nước như thế này để cho các bạn tập nữa. Và chúng ta sẽ xem qua sơ xem là cái cây đàn này nó có điều gì phù hợp dành cho các bạn. Giá cây đàn sẽ được ghi sau khi mình demo thử cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nghe thử cái âm thanh của nó có đủ vang, sáng ha, phù hợp với các thể loại điểm hát hay solo của bạn không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đánh thử bằng mi trưởng. Mình sẽ đánh ở 3 vị trí. Một vị trí là gần cái con ngựa ở phía sau này. Các bạn nghe tiếng rất là nhiều trép ha. Vị trí thứ hai là ngay cái sao horn này, ngay cái lỗ thoát hầm, các bạn nghe nó ấm hơn, nó lớn hơn đúng không? Tiếp theo là vị trí phía trên này ha, bạn nghe nó ấm hơn. Cái độ linh hoạt của cái cây đàn guitar thông, các bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt ha. La trưởng nha bạn. Rất là vang và sáng. Cái này các bạn xách đi đệm hát mà chúng ta trong đám đông, chúng ta có thể quạt và nghe nó rất là đã ha. Tiếng nó cũng rất là đã nha các bạn ha. Các fret nó rất là mượt ha. Mình sẽ đánh thử bạn nghe ha. Thử để nghe nha.
thì các bạn thấy là cái cây đàn này với cái tầm giá 2,2 triệu, các bạn được tặng bao đàn, tặng pick giọt nước kèm thêm cái khóa học luyện ngón. Lý do mình chọn cái khóa học luyện ngón bởi vì rất nhiều bạn học viên của mình hoặc là các bạn đến hỏi mua đàn hỏi và thử thì ngón các bạn cực kỳ yếu nếu các bạn tự tập. Bởi vì các bạn nghĩ là phải điểm hợp âm điểm được, nhưng mà các bạn thấy là rất là khó khăn khi mà các bạn tạo một cái câu chạy câu lót gì đó, cái ngón của bạn rất là yếu. Do đó cái khóa học này rất nhiều học viên học và thấy là cải thiện cái ngón của bạn cực kỳ nhiều. Nó giúp các bạn mạnh lên. Và khi ngón của bạn bấm mạnh lên thì sao? Thì lúc đó các bạn bấm hợp âm nhanh hơn, bấm hợp âm chính xác hơn, và các bạn điểm hát nó linh hoạt hơn, có thể chạy các câu lót, dùng nhiều kỹ thuật của trong cái cây đàn, mình nâng cao cái trình độ đàn của mình lên nhé. Thì khi các bạn mua cái đàn này, các bạn sẽ được tặng một cái code. Cái code này thì khi các bạn mua đàn, các bạn sẽ được mình gửi cho các bạn. Sau đó các bạn đăng nhập lên cái hệ thống, các bạn nhập nó vào là các bạn có cái khóa học đó. Khóa học này các bạn sau khi được tặng xong, các bạn về các bạn có thể học trên thiết bị điện thoại nè, iPad, laptop, PC đều được cả. Học bất cứ lúc nào bạn muốn, chỉ cần đăng nhập vào và học theo cái bài học mình hướng dẫn cực kỳ chi tiết, từ chậm, rõ ràng, có download tab về cho các bạn xem luôn. Đó, thì với cái điều kiện coi như tận răng như vậy rồi thì các bạn sẽ tập và học theo rất là thuận tiện nha. Thì nếu mà các bạn có cái khó khăn gì thì ở đó mình có 3 cái phương án trợ giúp cho các bạn nữa. Giờ đó rất nhiều học viên đang học và tiến bộ rất là nhanh, và nếu có khó khăn gửi qua mình xem, mình chỉnh sửa lại ngay. Cái cây đàn này ra là mong là đáp ứng cho các bạn có số tiền hơi ít một tí, nhưng mà với phương châm của shop mình là không làm đàn quá kém chất lượng. Quá kém chất lượng, thứ nhất là khi các bạn tiết một ít tiền, các bạn mua cái đàn quá kém chất lượng về, các bạn tập bấm đau tay quá, âm thanh nó dở quá, thì sẽ dẫn đến một cái tệ hại, đó chính là các bạn mau nản. Khi các bạn mau nản rồi thì các bạn không tập nữa, thì coi như các bạn không đạt được mục tiêu biết chơi đàn. Do đó phải mua cái đàn tương đối. Nếu các bạn còn thiếu vài trăm ngàn, thôi cố gắng mỗi ngày bỏ thêm chút ít vào, để tháng sau các bạn có thể đầy đủ hơn. Các bạn mua cái đàn với giá 2,2 triệu là các bạn tập luyện rất là ok rồi nhá. Thì ở đây có hai màu, đây là màu sơn mờ, và cái loại phổ biến hơn là cái sơn bóng. Các bạn có thể bấm vào cái link trong cái phần mô tả video này hoặc là cái comment đầu tiên để xem chi tiết cây đàn này, để thấy khác biệt giữa cái màu sơn mờ và cái màu sơn bóng. Giá nó như nhau thôi nha các bạn. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom và cái shop đàn Amigo Guitar Shop khi các bạn có nhu cầu mua một cây đàn guitar, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.